chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi kênh Nhật báo 24 giờ của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời, thật thú vị khi xem những video của chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở dưới đây để được nhận những video hay nhất, hấp dẫn nhất, mới nhất về bóng đá của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với bản tin bóng đá trên kênh Nhật báo 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nóng nhất có trong bản tin ngày hôm nay. Thông tin đầu tiên, Bầu Đức chia tay đại tướng Hoàng Gia Lai. Kịch bản thầy Park rời đội tuyển Việt Nam được sáng tỏ. Với việc Bầu Đức thanh lý hợp đồng với trợ lý của huấn luyện viên Kiatty Shack, ông Kim Tae-min, gần như chắc chắn kịch bản huấn luyện viên Park Hang-seo rời đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022 sẽ không bao giờ xảy ra. Trang Facebook chính thức của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cách đây ít giờ đã đưa ra thông báo khá bất ngờ. Cụ thể, đội bóng phố núi xác nhận sẽ chia tay trợ lý Kim Tae-min, chuyên gia phân tích hình ảnh và số liệu của câu lạc bộ. Trang chủ của Hoàng Gia Lai viết, "Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi không thể ở bên các bạn từ mùa giải tới. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời đối với tôi trong 2 năm làm việc tại Hoàng Gia Lai. Tôi thật sự không thể quên sự ủng hộ và giúp đỡ của các bạn để tôi có thể làm việc vui vẻ ở Hoàng Gia Lai. Tôi sẽ giữ Hoàng Gia Lai trong trái tim mình mãi mãi. Hẹn gặp lại mọi người trong tương lai." Những chia sẻ của trợ lý Kim Tae-min khi nói lời chia tay câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và các học trò yêu quý của mình sau 730 ngày gắn bó và cống hiến hết mình. Toàn thể thành viên câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trân trọng cảm ơn những đóng góp của ông, chúc ông thành công trong chặng đường sắp tới. Xin cảm ơn và tạm biệt. Cần phải nhấn mạnh rằng trợ lý Kim Tae-min là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của huấn luyện viên Kiatty Shack, góp công lớn trong việc giúp cho Hoàng Gia Lai lột xác 180 độ ở mùa giải 2021. Ông thầy người Hàn Quốc là chuyên gia phân tích hình ảnh và số liệu, hiện tại hiếm hoi đang làm việc tại V-League nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có sự phục vụ của người đồng hương để giúp đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho vòng loại World Cup 2022 là minh chứng rõ ràng nhất, nói lên đẳng cấp của ông Kim Tae-min. Trước đó, nhiều nhà báo có tiếng trong giới thể thao đã tiết lộ rằng huấn luyện viên Park Hang-seo muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chiêu mộ ông Kim Tae-min về đội tuyển quốc gia như một điều kiện để thầy Park gia hạn hợp đồng. Vài nguồn tin còn khẳng định với mối quan hệ thân thiết của thầy Park và Bầu Đức, phía Hoàng Gia Lai sẵn sàng nhả người, tất cả vì mục tiêu giúp đội tuyển Việt Nam phát triển. Với việc Hoàng Gia Lai chia tay trợ lý Kim Tae-min sau 2 năm gắn bó, sẽ không có gì bất ngờ nếu thấy chuyên gia người Hàn Quốc đầu quân cho VFF chính thức bắt đầu công việc hỗ trợ huấn luyện viên Park ở đội tuyển Việt Nam. Việc chia tay một trợ lý thân tín của đội bóng trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới là điều khá hiếm. Có thể suy luận rằng đây chính là động thái chủ động nhả quân của Bầu Đức. Như vậy, điều kiện mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn VFF đáp ứng đã được giải quyết. Khả năng rất cao là sau khi đội tuyển U23 Việt Nam trở về từ vòng loại U23 châu Á, một bản hợp đồng mới giữa VFF và thầy Park sẽ được ký kết, qua đó giữ chân vị chiến lược gia người Hàn Quốc ở lại với bóng đá Việt Nam thêm ít nhất 2 đến 3 năm nữa. Nếu kịch bản này thực sự xảy ra, thuyết âm mưu về việc huấn luyện viên Park Hang-seo rời Việt Nam sẽ sụp đổ hoàn toàn. Bản thân thầy Park từ xưa đến nay chưa bao giờ giấu giếm ý định gắn bó với đội tuyển Việt Nam, công việc mà ông làm tốt nhất. Làm sáng tỏ vấn đề tương lai, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể toàn tâm toàn ý vào công việc dẫn dắt những chiến binh sao vàng, phô diễn những gì tốt nhất trong phần còn lại của bóng đá vòng loại World Cup 2022. Trước mắt là 2 trận đấu với Nhật Bản ngày 11 tháng 11 và Ả Rập Xê Út ngày 16 tháng 11 trên sân nhà Mỹ Đình. Chuyển sang thông tin tiếp theo, tuyển Việt Nam đau đầu lựa chọn nhân sự cho trận gặp Nhật Bản. Trong mấy ngày vừa qua, tuyển Việt Nam đã bắt đầu rèn rất kỹ các bài phòng ngự để chống lại các tình huống tấn công đa dạng của đội Nhật Bản. Vẫn biết Nhật Bản là đỉnh núi cao vời vợi, nhưng thầy trò ông Park vẫn khát khao chinh phục và hy vọng có được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Khép lại vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan, ông Park đã về đến Hà Nội vào tối ngày 4 tháng 11, dự kiến sẽ ra sân cùng tuyển Việt Nam ngay chiều mùng 5 tháng 11. Sau lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 3 World Cup, ông đã yêu cầu tất cả thành viên phải tập trung tối đa vào công việc lúc ông vắng nhà. Không ai được lơ là, chảnh mảng, tập luyện và phải tự nghiên cứu về lối chơi của đội Nhật Bản. Đến thời điểm này, đội đã có 2 buổi phân tích dữ liệu về đối thủ và sẽ có thêm 2 buổi mổ băng nữa do đích thân ông Park đứng lớp. Tuyển Việt Nam đã nắm bắt khá kỹ sở trường, sở đoản của đội Nhật, nhưng làm cách nào, bố trí nhân sự ra sao để khắc chế những điểm mạnh vượt trội của đối phương quả là bài toán không hề đơn giản.
Mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng trong 4 lượt trận vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã mắc nhiều sai số. Nhiều cá nhân vẫn chưa đạt được phong độ nên chỉ số kỹ thuật chưa tốt như mong đợi. Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, sau 4 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, hai cầu thủ Việt Nam đang có chỉ số tốt nhất đội đều nằm ở vị trí tiền vệ. Quang Hải có 17 lần thu hồi bóng thành công nhưng cũng chưa xuất sắc bằng Hoàng Đức với 42 lần thu hồi bóng thành công, cao hơn cả tổng số thu hồi bóng của Tuấn Anh, Xuân Trường và Đức Huy cộng lại. Quang Hải có 21 đường truyền lên thành công, còn Hoàng Đức là 48. Nếu để tạo hình cặp tiền vệ trung tâm thì chất lượng tuyến giữa sẽ được đảm bảo phần nào. Nhưng hiện tại hàng công của tuyển Việt Nam lại có vấn đề nên ông Park đang có một dự tính khác. Có thể sẽ phải đẩy Hải lên cao hơn, chám vào vị trí tiền đạo trái của Văn Đức, người đang có dấu hiệu chững lại. Minh Vương mới trở lại sau chấn thương nhưng anh vẫn là một trong các dự tính của đội tuyển ở khu vực giữa sân. Nếu Vương sớm lấy lại phong độ tốt nhất, có thể anh sẽ được trao một suất tiền vệ công. Trọng Hoàng vẫn đang điều trị thoát vị địa đệm, có khả năng nghỉ đến hết năm 2021 và hiện có ít nhất 3 cầu thủ có thể chơi được vị trí hậu vệ phải mà Hoàng để lại. Văn Xuân, tuyển thủ U23 này có thể chơi thuận cả hai chân nên đảm đương được cả cánh trái, cánh phải. Tấn Tài, anh thi đấu tương đối ổn ở trận gặp Trung Quốc, Oman nhưng vẫn mắc một số sai số nhất định. Văn Thanh, ứng viên sáng giá nhất bởi kinh nghiệm dày dặn nhất nhưng lại hơi bất lợi về chiều cao so với Tấn Tài. Vị trí hậu vệ trái có lẽ Hồng Duy vẫn đang là sự lựa chọn khả dĩ nhất nhưng anh đang vấp phải sự cạnh tranh đến từ cầu thủ Văn Xuân. Tại vòng loại U23 châu Á, đội U23 Việt Nam còn để lại nhiều tiếng chê về chất lượng nhưng vẫn có số ít cá nhân xuất sắc mà Văn Xuân là một điển hình. Với một người luôn đưa ra quyết định gây sốc về mặt bố trí nhân sự, thì biết đâu ông Park lại tiếp tục có những tính toán bất ngờ. Tuyển Việt Nam còn đúng 6 ngày để chuẩn bị cho trận gặp núi cao Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 và dự kiến ngoài trận giao hữu nội bộ trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 4 tháng 11. Quang Hải ghi bàn giúp đội hình 1 thắng đội hình 2 với tỷ số 1-0. Khi đó có mặt ở Hà Nội, ông Park sẽ còn thử nghiệm đội hình nhằm tìm ra nhân tố tốt nhất có thể để đấu Nhật Bản. Thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay, huấn luyện viên Moriyasu lo lắng khi tuyển Nhật Bản dựa lưng vào tường trước trận gặp Việt Nam. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu cho biết tuyển Nhật Bản đã ở thế dựa lưng vào tường trong nỗ lực giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2022 khi buộc phải thắng Việt Nam và Oman ở hai lượt trận bảng B sắp tới. Tuyển Nhật Bản chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận mở màn bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng đã thắp lại hy vọng tranh vé trực tiếp đến Qatar với chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước đội nhì bảng là Úc hồi tháng trước. Trận thắng này đã tạm cứu chiếc ghế của huấn luyện viên Moriyasu trong bối cảnh truyền thông Nhật Bản đồn đoán rằng nhà cầm quân này có thể bị sa thải nếu đội bóng xứ sở mặt trời mọc không thắng ở những trận tới. Với việc đang đứng thứ tư bảng B khi chỉ hai đội đứng đầu mới đoạt vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022, ông Moriyasu thừa biết tuyển Nhật Bản với 6 điểm không thể gặp bất kỳ thất bại nào trong các trận sân khách với tuyển Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 và đội xếp thứ 3 là Oman, đội cũng có 6 điểm 5 ngày sau đó. Huấn luyện viên Moriyasu nói trong cuộc họp báo sau khi công bố danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị cho trận gặp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong danh sách lần này tại sân Mỹ Đình và chuyến hành quân đến Muscat sau đó. Tôi biết rằng chúng tôi đang ở trong một tình huống rất khó khăn, chúng tôi đang ở thế dựa lưng vào tường. Ý nói đang trong tình cảnh rất khó khăn và phải cố gắng cống hiến mọi thứ để giành được nhiều điểm nhất có thể từ 6 trận còn lại. Tôi thực sự tin rằng chúng tôi có thể đủ điều kiện đặt vé tham dự vòng chung kết World Cup. Huấn luyện viên Moriyasu có những ngôi sao sáng giá đang chơi bóng tại châu Âu như hậu vệ Tachiro Tomiyasu của Arsenal, cầu thủ tấn công của Liverpool, Takumi Minamino và tiền đạo Kyogo Furuhashi của Celtic. Ngoài ra, Karu Mitoma, tiền vệ của câu lạc bộ Brighton cho Union Saint-Gilloise Bỉ cho mượn cũng lần đầu tiên được triệu tập, nhưng tuyển Nhật Bản sẽ tổn thất nặng khi không có bộ đôi tấn công Takefusa Kubo của Malaysia và Rishudan PSV khi cả hai đều không kịp bình phục chấn thương. Huấn luyện viên Moriyasu cho biết thời gian chuẩn bị ngắn và thời tiết có thể sẽ là một vấn đề khi tuyển Nhật Bản gặp Việt Nam tại Hà Nội. Huấn luyện viên tuyển Nhật Bản bày tỏ sự lo ngại với truyền thông địa phương trước trận đấu ở sân Mỹ Đình, cũng như là chuẩn bị hành quân đến Tây Á gặp Oman. Đó sẽ là một môi trường khác với những gì các cầu thủ đã quen.
Hiện tại ở Nhật Bản và châu Âu thời tiết rất mát mẻ và giờ chúng tôi sẽ phải thi đấu dưới nhiệt độ có thể nóng hơn. Vì vậy đội cần chú ý đến tình trạng thể lực của các cầu thủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những tin tức bóng đá mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.